Mình tưởng tượng là mình là một cái đầu tàu, ở đằng sau mình có 1.000 người. Thế mình làm thế nào để dẫn mọi người đến đúng cái nơi mà mình muốn và mọi người cũng muốn? Nếu mà mọi người biết ứng dụng cơ chế 4, nhưng mà đừng mắc vô cái sai lầm đó chính là chỉ mãi mê gọi vốn, thấy gọi vốn hay quá, có nhiều tiền quá mà không đi làm thị trường, không đi phát triển thị trường, không đi tạo ra KPI thực sự cho doanh nghiệp thì mọi người sẽ dùng vốn nó sai mục đích. Cùng với nhau tham dự một chương trình, đó chính là kỷ niệm ngày 13 tháng 10. Các anh chị đang ngồi đây với chúng tôi trong cộng đồng VBCI Việt Nam. Chúng tôi sẽ chia sẻ câu chuyện của 13 tháng 10. Tại sao các anh chị lại được tôn vinh? Tại sao các anh chị lại là người doanh nhân vác trên vai một sứ mệnh, một tầm nhìn của một quốc gia vươn ra biển lớn? Điều đấy là điều quan trọng các anh chị ạ. Và xin một tràng vỗ tay thật lớn để đón chào tiến sĩ Lê Kim Hiếu. Xin được phép mời lên sân khấu bà Ngô Hiền, đại diện khối đầu tư. Sau đây xin được mời lên sân khấu bà Phạm Thị Minh Quyên, đại diện khối hệ thống BBCI Việt Nam. Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ xây dựng và đầu tư An Phúc, chị Đỗ Văn Lan, nhà tài trợ kim cương của chương trình ngày hôm nay, xin được trân trọng mời bà. Từ nguồn nguyên liệu đầu vào phải là nguồn nguyên liệu sạch, quy trình sản xuất nó không hấp thụ bất cứ một loại gia vị nào, đặc biệt là không hấp thụ nhang ngược, mà đó là những cái đặc trưng của sản phẩm trái cây củ quả sấy của tôi mà để đưa được tới thị trường quốc tế. Với một niềm tin, một khát vọng và một sứ mệnh đưa doanh nhân Việt Nam vươn tầm thế giới. Chào mừng bạn đến với VBCI Việt Nam, Việt Nam Business Connection Incorporation, cộng đồng kết nối doanh nghiệp Việt Nam.